Chào mừng các bạn đã đến với kênh Duy Thân Food. Đây là món bánh canh tôm bột sắc với nguyên liệu chính là tôm nè, nước dùng là được hầm kỹ và ngọt vị từ xương gà. Sợi bánh canh từ bột gạo có pha thêm bột năng để tăng thêm độ dai và được nhồi cắt thủ công theo cách truyền thống. Nước dùng thì bắt mắt với màu đỏ của màu dầu điều đã tạo nên tô bánh canh tôm bột sắc vô cùng hấp dẫn luôn. Nếu bạn nào thích món bánh canh tôm bột sắc này xin mời cùng thực hiện với mình nha. Về phần nguyên liệu mình có ghi ở phụ đề và cũng có đính kèm trong phần mô tả của video này nè, nếu cần các bạn vào tham khảo nha. Trước hết mình sẽ đi nấu nước dùng, mình cho vào nồi khoảng 2 lít nước và bật lửa lên. Và mình cũng đã chuẩn bị sẵn đây là nửa ký xương gà, các bạn thích cũng có thể thay thế bằng xương heo cũng được, nhưng mà xương gà nó rẻ hơn rất là nhiều luôn. Và mình cũng đã trụng sơ qua nước muối rồi nha các bạn. Chờ khi nồi nước sôi tim á, mình cho hết phần xương gà vào đây luôn. Để cho cái phần nước dùng thêm thơm và ngọt hơn á, thì mình sử dụng là một củ hành tây. Mình chẻ đôi ra rồi nè. Và một củ cải trắng mình cũng đã cắt ra luôn. Nó khoảng 200g á các bạn. Và mình thêm vào đây khoảng 4-5 cái gốc ngò rí á. Mình đã rửa sạch rồi. Mình cho vào đây luôn. Thêm một muỗng cà phê muối nha. Nấu nước dùng thì mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video cách nấu rồi. Thì cái video này thì mình cũng chỉ nói sơ qua thôi. Đầu tiên các bạn cứ nấu dưới lửa lớn cho nó sôi bùng lên khoảng vài phút á, mình vớt sạch bọt là mình sẽ giảm lửa dưới trung bình một tí. Và với xương gà này mình nấu khoảng từ 35 tới 40 phút là được các bạn. Và trong lúc thời gian nấu á, nhớ vớt bọt thường xuyên để nước dùng được trong nha. Và phần tôm mới nấu bánh canh thì mình chuẩn bị đây là 350g, mình đã lột vỏ xong hết rồi và đã lấy bỏ chỉ lưng luôn. Và một xíu nữa những con to mình sẽ để nguyên, vài con nhỏ mình sẽ cắt nhỏ để một tí mình xào mình cho nước dùng nó sẽ ngon hơn, ngọt nước hơn nữa. Và cái phần vỏ tôm á, mình cũng có giữ lại luôn để nấu nước dùng, nhưng các bạn không thể để vậy mà cho vào nước dùng được nha, nó sẽ rất là tanh cái nồi nước dùng các bạn luôn. Mình phải xào với hành tím trước cho nó thơm lên mình mới cho cái phần vỏ tôm này vào nước dùng nha các bạn. Để xào cái phần vỏ tôm á, mình cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn nè. Cho thêm một muỗng canh hành tím băm nhuyễn. Phi cho phần hành tím này nó vàng thơm lên đó, là mình cho hết cái phần vỏ và đầu tôm vào đây mình xào sơ. Khi phần hành tím nó vàng thơm là mình cho hết vỏ và đầu tôm vào đây mình xào khoảng 1-2 phút. Khi các bạn thấy vỏ tôm nó đỏ lên hết là được. Vỏ và đầu tôm nấu nước dùng rất là ngọt luôn, nhưng nếu các bạn cho thẳng vào nồi nước dùng, cái nồi nước dùng sẽ rất là tanh. Mình phải khử qua giai đoạn này nè, thì là cái phần nước dùng nó thơm và nó ngọt hơn. Và khi xào xong mình cũng không cho thẳng vào nồi nước dùng nha các bạn, mình sẽ cho vào một cái túi lọc. Mình cho vào đây là mình mới cho cái túi lọc vào nồi nước dùng để tránh cho nồi nước dùng nó bị lợn cợn nhiều quá, nhìn nó sẽ không có được đẹp mắt. Cho vào túi rồi là mình cho vào nồi nước dùng luôn. Trong thời gian chờ nồi nước dùng á, mình sẽ đi làm sợi bánh canh luôn. Và mình sử dụng 200g bột gạo. Và bột gạo này mình sử dụng bột gạo của Tài Ký các bạn. Và để tạo thêm cái độ dai á, mình sẽ cho là 20g bột năng. Thêm khoảng 2g muối, khoảng nửa muỗng cà phê á, nửa muỗng yếu thôi được các bạn. Mình sẽ trộn phần bột này trước nha, trộn đều phần bột này trước. Mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Và để trộn bột này các bạn phải sử dụng nước sôi nha. Mình sử dụng là 200ml nước vừa nấu sôi luôn. Mình cho vào từ từ khoảng 2-3 lần gì đó. Mình cho vào một ít trước rồi mình đảo rồi mình cho vào tiếp.
Nhớ là phải nước nấu sôi mới được nha các bạn. Mình đảo sơ cho cái phần bột mà nó nguội bớt á, rồi mình sẽ dùng tay mình nhào. Các bạn nhìn thấy như vậy, nhìn thấy tưởng bột nó khô nhưng mà nó không đâu nha. Một tí nữa các bạn nhào nó sẽ từ từ nó sẽ kết dính lại thôi. Chỉ chờ bột nguội bớt, vẫn còn hơi nóng thì các bạn phải nhào, chứ không để nguội hẳn nha. Nguội hẳn mình không nhào được nha các bạn. Giờ mình sẽ nhồi phần bột này khoảng từ 5 tới 7 phút rồi các bạn, cũng không có lâu lắm. Mình nhồi đến khi nào mình thấy phần bột đó, nó dẻo mịn mà nó không còn dính tay nữa là được. Nè, sau khi hơn 5 phút nhồi thì phần bột mình đã được rồi nè, nó thành một khối rất là dẻo mịn luôn, nó không còn dính tay nữa. Giờ mình sẽ để cho phần bột này nghỉ khoảng 5 phút nha, rồi mình mới cán bột mình cắt bánh. Trước khi cho bột ra bàn thì các bạn dùng một ít bột năng để làm bột phủ để cho nó không có bị dính nha. Với khối bột mình làm có 200g mà nên mình sẽ ve cho nó dài ra tí rồi mình cắt làm đôi. Tùy vào các bạn làm nhiều hay ít thì mình cắt thành chia thành nhiều phần khác nhau nha. Mình làm ít nên mình chỉ cắt làm đôi thôi. Và mình lấy từ phần ra mình cán trước. Lúc này các bạn nên cho nhiều bột phủ á, nó sẽ dễ làm hơn, nó không bị dính. Và mình cứ cán mỏng ra là được, cán mỏng vừa phải thì các bạn. Cái sợi bánh canh nếu các bạn mà cán mỏng quá thì nó giống như hủ tiếu hay bánh phở gì đó. Mình nghĩ cán mỏng ở độ dày khoảng 0,5cm là vừa, cũng không nên mỏng quá, cũng không nên dày quá. Mình nên tạo ra cho cái, mình sửa ra cho cái hình mà giống như hình chữ nhật vậy đó, để một lát mình cắt ra sợi bánh canh nó đều hơn. Cán xong rồi các bạn cho lên nhiều bột phủ để một lát nữa mình chồng lên mình cắt á, nó không có bị dính. Mình đã cán xong một phần rồi nè. Vậy mình tiếp tục mình cán cái phần còn lại và mình cho lên thớt mình cắt luôn nha. Rắc bột phủ lên thớt á, rồi mình cho hai cái miếng bột mà mình đã cán mỏng á, mình xếp lên đây là mình cắt nữa là xong thôi. Độ dày hoặc độ to của sợi bánh canh thì tùy các bạn thích, nhưng mà nó vừa phải thôi, khi các bạn luộc á nó còn nở ra nữa nha. Vậy là phần làm sợi bánh canh bột sắt của mình xong rồi nè các bạn. Nếu các bạn thích mà cái nồi bánh canh của mình á, nó có độ sánh sệt á, thì mình để nguyên vậy nè, mình cho vào nồi bánh canh luôn. Còn các bạn không thích á, thì mình trụng trước để cho nó loại bỏ cái phần bột phủ á. Làm xong phần bánh canh thì nồi nước dùng mình cũng đã được rồi nè. Rồi mình sẽ lấy cái túi tôm này ra nè, và mình vớt xương củ cải, hành tây đồ ra hết luôn. Các bạn cũng có thể lọc qua rây á. Và mình cũng chuẩn bị đi xào cái phần tôm luôn. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh màu dầu điều. Cho 1 muỗng canh hành tím cắt nhỏ vào phi thơm. Cho màu dầu điều vô để một lát nữa cái nồi bánh canh mình nó có màu hấp dẫn các bạn. Khi mà hành tím nó thơm rồi á, mình sẽ cho cái phần mà tôm băm vào đây trước. Cho phần tôm băm vào mình xào. Đảo cho phần tôm này rời ra. Các bạn cũng có thể nêm vào đây nửa muỗng canh hạt nêm á, cho phần tôm đậm đà hơn nha. Cho hết phần tôm nguyên con vào luôn. Đảo sơ nữa cho cái phần tôm này nó săn lại hết, rồi mình cho vào nồi nước dùng. Khi phần tôm xào nó săn lại hết rồi nè, mình cho hết cho nồi nước dùng luôn. Nồi nước dùng này sau khi đã lọc lại rồi là còn 1,5 lít các bạn.
mình cho tôm vào, mình nấu cho phần này nó sôi lên đó, rồi các bạn nên vớt cái phần tôm nguyên con ra nha. Nấu chín thôi, mình vớt phần tôm nguyên con ra, mình đừng có để lâu nào nước dùng, tôm nó sẽ không ngon. Khi nào múc ra tô rồi á, mình cho phần tôm lên phần lên tô á thì nó sẽ ngon hơn. Trong lúc này các bạn có thể cho luôn cái sợi bánh canh mình vừa làm lúc nãy vào đây nè, nhưng mà nó do có nhiều bột phủ nó sẽ rất là sánh sệt, nên mình đi trụng sơ bên ngoài trước nha. Chờ nước sôi á, các bạn cho bánh canh vào mình trụng sơ, cho vào từ từ thôi nha các bạn. Các bạn đừng cho vào nguyên một lần á, nó sẽ dính lại mà mình khó làm lắm. Khi mới cho vào các bạn cứ để im, đừng có đụng đũa vào. Lúc này sợi bánh canh nó rất là dễ gãi, từ từ khi nó chín thì mình mới đảo nha. Và mình cũng tranh thủ mình đi nêm nồi bánh canh luôn. Với 1 lít rưỡi nước dùng nè, mình cho 1,5 muỗng canh đường, mình sử dụng đường phèn các bạn, và 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, và muối thì mình cho nửa muỗng cà phê thôi. Do lúc đầu nấu nước dùng á, mình cũng cho một ít muối vô rồi á. Các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Với phần bánh canh tôm này, theo ý mình thì mình không thích nêm nước mắm thẳng vào đây, mình chỉ dọn ăn kèm thôi, ai thích thì dùng. Trở lại với nồi trụng bánh canh thì nó cũng đã sôi lại rồi nè các bạn. Trong lúc này các bạn cũng có thể đụng đũa vô được rồi, và mình cũng nhẹ tay thôi nha, mình đảo cho cái phần bánh canh nó rời ra. Với thời gian trụng bánh này mình trụng chỉ khoảng 3-4 phút các bạn. Khi mà thấy cái nước phần nước luộc á, nó trong lại và cái phần bánh canh nó nổi lên á, là được rồi. Giờ mình sẽ vớt cái phần bánh ra, mình cho vào nồi nước dùng luôn. Vớt bánh canh cho vào nồi nước dùng á, các bạn chỉ cần nấu sôi lên là được rồi. Mình có thể múc ra tô. Cái phần tôm mình đã vớt ra mình để riêng rồi, tôm nguyên con á, mình rớt ra mình để riêng rồi. Khi múc bánh canh ra tô rồi, các bạn cho phần tôm lên, cho thêm hành lá, ngò rí nè, tiêu sai. Và nếu thích với món bánh canh này, các bạn cũng có thể cho thêm trứng cút nè, hoặc là chả cá chiên á, mình cắt lát mình cho lên tô cũng rất hấp dẫn luôn. Và khi dọn lên, các bạn nhớ dọn kèm một chén nước mắm mặn và ít ớt sắc nha. Vậy là món bánh canh tôm bột sắc của mình đã hoàn thành rồi nè. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy thích, nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.